đây là những cái đảo đây gọi là ốc đảo đấy. Bây giờ mà bến thì thôi cứ một cái ốc đảo, ví dụ như cái ốc đảo nào có nhiều cây vải với các thứ đi, trong để vải thì không có đâu ạ. Và ở đây chỉ có thông thôi ạ. Ở trên hồ thì chỉ có cây thông thôi, còn vải thì phải vào làng Quân Thần. Vâng, thì mới có. Thì bây giờ nếu mà theo kế hoạch của mình là đi lên ốc đảo, ví dụ như là trong chương trình của mình có nướng cá, nướng gà hay cái gì đấy, thì mình sẽ di chuyển vừa đi vừa tham quan hồ và sẽ vào trong cái khu mà có cái cầu xi măng ở trong đấy, mình sẽ nướng gà và làm cái chương trình mình cần quay cái gì đó. Ôi trời ơi, quay gà lên TV. Con rơi xuống nước. Ô, lại bay rồi. Hồ Quân Thần, hồ rất là đẹp. Ở Bắc Giang nha mọi người. Kịp di chuyển tới Bắc Giang rồi, không còn Thái Nguyên rồi, cảnh rất đẹp ha. Xong rồi di chuyển tới một cái ốc đảo và đây là có rất là nhiều du khách và một cái bếp nướng khổng lồ ngoài trời mọi người, phải không? Nướng cái con này bao lâu rồi? Nướng con này tiếng hả? Tiếng là chính hả? Vâng. Con này khoảng 2-5 cân. Mà con này nó rơi vào tầm khoảng hơn 3 cân, 3 cân rưỡi, 3 cân 6 đó. Nhìn thích nhé. Quá đã nhỉ. Thì anh em mình cũng thế này. Thì cũng thế lại. 3 cân rưỡi, 3 cân. Bây giờ mình nhóm bếp. Dạ. 3 cân rưỡi, 3 cân 6. Mà giờ. Còn con kia chỉ hơn 2 cân thôi, nó tốt. Chừng rớt nha. Hai con này nó rơi vào tầm khoảng độ. Bên kia là thịt lợn à? Đúng không? Bên kia thì nó có 3 ký thì nó này. Dạ, đúng tả. Nếu mà như anh em mình cứ tầm khoảng 4-5 anh em là cứ để nguyên là xé. Không ấy, anh không ăn hoang dã kiểu đấy đâu. Anh cứ miếng nào ra miếng ấy. Không, nói chung thế mới phải là hoang dã nha nhỉ. Cứ phải chảo ra. Lót lá chuối, à măng mẹt ra. Đó, thi chuyển đi. Ủa đây, nước anh lên. Mời các bác ở Hà Nội lên nước. Thế phải quay luôn, đợi. Giờ là chúng ta sẽ đến cái cây cầu tình yêu. Đây là cây cầu được hoàng gia Thái Lan xây tặng cho xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cái cầu này tặng được khi nào anh hả? Cầu này được hoàng gia Thái Lan tặng năm nào ạ? 97 tới giờ. Quá đẹp ha. À, sau đây thì hoàng gia Thái Lan có lâu quay lại thăm mình không ạ? Vẫn qua chơi cả có đoàn qua. Mà cái màu anh thấy màu cầu rất là đẹp nha, trùng với cảnh núi đường rất hài hòa ha. Y như là cái cầu này nó có từ lâu rồi đó, kiểu cái lối giữa bên này và bên này. Yeah. Cảnh nó đây rất là đẹp. Đây là anh vào em quay. Rất là đẹp em mọi người. Đẹp quá. Tôi vừa ăn trưa và anh Bình đã giúp tôi một cái bình rượu nếp. Chạy được không Bình ơi? Giờ sẽ đi về và sẽ đi về tại huyện Lục Ngạn đó, về huyện. Về huyện đó là gì? Ấn xã à? Xã gì? Kiên Lao hồ. Giờ về xã Kiên Lao để quay tiếp cho mọi người. Ăn xong no quá. Ừ,
đi vào một bà con dân tộc sáng chín nhà trình tường. Tiếp tục thì ekip có mặt tại chùa An Vải ở xã Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đây cái ngôi chùa là 700-800 năm tuổi, rất là cổ kính, di tích lịch sử cấp quốc gia rồi mọi người. Đây thầy và các quay phim đoàn đang đi xuống, rất là xa. Và tiếp lấy ủng hộ. Đây là cái điểm mà mọi người hay về đây ăn uống.